Alo, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại buổi nhận định liên thị trường cùng với Finasat. Thì hôm nay là ngày cuối tuần, thì cũng như thường lệ thôi, mình sẽ cùng với các anh chị và các bạn để cùng nhau ngồi lại điểm qua những cái thông tin, những cái sự kiện diễn biến trong tuần vừa qua, và chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình những cái kế hoạch để mà giao dịch trong tuần tiếp theo. Rồi thì buổi nhận định liên thị trường của chúng ta ngày hôm nay sẽ xoay quanh qua bốn vấn đề. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái vấn đề tâm điểm của tuần này, đó là về kết quả cuộc họp Fed và những cái loại tài sản biến động như thế nào. Đó là gồm vàng, đô và ba loại tài sản mà vàng, đô và chứng khoán biến động như thế nào sau cái cuộc họp của Fed này. Rồi, cái thứ hai là chúng ta sẽ nói về giá dầu. Thì giá dầu trong tuần vừa qua thì tiếp tục là đang trên một cái đà hồi phục rất là tích cực và đang trong quá trình là tìm về cái vùng đỉnh cũ. Đó. Thì và cái thứ ba chúng ta nói về Bitcoin. Thì Bitcoin thì cũng là một trong nhóm loại tài sản rủi ro và hiện tại thì cái xu hướng cũng không được tích cực lắm, và chúng ta sẽ vào chi tiết thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ nói về chứng khoán trong nước với những cái thông tin mà mang tính chất trái chiều, có tốt có xấu, và khiến là thị trường trong nước thì hiện tại vẫn tiếp tục cái xu hướng đi ngang, chưa thể đạt đến những cái cột mốc mới. Thì đó là diễn biến và tình hình chung của bức tranh chung của thị trường. Chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về dòng vốn đầu tư hiện tại á. Thì ở thời điểm hiện tại tiền đang tập trung vào đô và dầu rất là nhiều, hai loại tài sản này mua rất là nhiều. Ngoài ra Bitcoin thì cũng có mức độ giao dịch trên đồng tiền này cũng lớn. Cổ phiếu và vàng thì cái mức thanh khoản nó thấp hơn, dòng tiền nó ít nhận được sự quan tâm hơn. Đây là đồ thị về cái chu kỳ của từng loại tài sản. Đầu tiên nói về chứng khoán Mỹ, Dow Jones thì đang trong một cái pha suy giảm rồi, cũng chưa có những cái động thái tích cực hơn. Chúng ta chỉ theo dõi với tài sản này thôi. Đó, đồng Bitcoin thì cũng đang một cái nhịp giảm trong pha tăng trưởng. Đó. Rồi với chứng khoán thì chúng ta có những combo các chỉ số chứng khoán của Việt Nam. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có cái chỉ số là VN-Index thì hiện tại á, vẫn đang trong pha tăng và có những cái sự điều chỉnh nhẹ nè. Đó, chỉ số VN30, cái chỉ số về phái sinh nè, chỉ số VN30 thì đều đang ở pha tăng trưởng và hoàn toàn có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Ngoài ra đồng đô đang ở pha tăng trưởng và sẵn sàng cho những cái nhịp tăng mới. Ngược lại thì ở phía còn lại thì tờ vàng thì đang rất là ít sự quan tâm nhà đầu tư và tiếp tục là ở trong cái vùng điều chỉnh, vùng suy giảm. Thì đó là cái bức tranh tổng thể của thị trường. Chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về những cái ý chính trong cái cuộc họp Fed trong tuần vừa qua, kết thúc diễn ra trong hai ngày 22 và ngày 21 và 22 tháng 9. Đó. Thì cái cuộc họp này đầu tiên thì cái mức lãi suất ở thời điểm hiện tại thì vẫn giữ ở quanh mức là 0 đến 0.25% thôi, thì cái này cũng không có nằm ngoài cái dự đoán trước đó. Cái thứ hai thì đó là cái thông tin là cái chương trình mua 120 tỷ đô trái phiếu á, thì sẽ có thể là sẽ siết lại cái chương trình này vào tháng 11 và tháng 11 sẽ thông báo và bắt đầu là thực hiện vào tháng 12 năm nay. Đó, và cái thứ ba thì cái khả năng về cái tăng lãi suất, đưa ra những cái dự báo về tăng lãi suất á, thì dự kiến là có thể sẽ diễn ra trước hơn dự kiến vào năm 2022. Đó thì ở thì hiện tại là có chín chín cái trong 18 quan chức đã có những cái dự báo về cái việc gọi là đưa ra cái quan điểm là về nên tăng lãi suất sớm trong năm 2022. Thì đó là những cái thông tin nhìn chung tổng kết lại là có hai ý chính là cần nhà đầu tư cần theo dõi. Thứ nhất đó là cái việc là siết lỏng cái chương trình siết cái chương trình là mua trái phiếu, dẫn đến là nó giảm một cái lượng tiền đổ vào thị trường. Và cái thứ hai là cái việc lãi suất
lãi suất có thể tăng trở lại thì nó cũng là một yếu tố mà tác động đến cái dòng tiền, sự dịch chuyển dòng tiền trên trên thị trường. Thì hai cái yếu tố đó đâu đó thì cái trong view trong chung thì nó sẽ có những cái yếu tố gọi là mang chất kém tích cực cho cái nhóm cho cái ngành chứng khoán, rồi đặc biệt là cho chứng khoán của Mỹ. Rồi thì với cái thông tin với hai cái thông tin với cái kết quả cuộc họp Fed tuần này thì thị trường chứng khoán đã diễn biến ra sao? Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem về ở đây là cái chỉ số Dow Jones. Đây đây là đồ thị của chỉ số là Dow Jones sau khi ra cái kết quả quả cuộc họp á, thì đa phần là cái giá nó đã phản ứng giai đoạn trước đó rồi. Sau khi kết quả cuộc họp của Fed thông báo thì cái chỉ số Dow Jones đã có hai phiên hồi rất là mạnh, rất là tích cực. Tuy nhiên cái nhịp hồi này chúng ta cần phải chú ý, trước mắt là nó vẫn hồi nhưng mà vẫn chưa chinh phục được trung bình 20 phiên đó, và hiện tại cái mua bán vẫn đang khá là giằng co và dòng tiền ở đây rất là yếu. Xu hướng dòng tiền và phe mua phe bán cũng chưa khẳng định được bên nào mạnh hơn. Do đó là với Dow Jones thì mình vẫn đánh giá cái xu hướng hiện tại thì vẫn chưa có thể xác định được, và nghiêng về cái kịch bản là một cái trend nó điều chỉnh thì nó sẽ nhiều hơn, tại vì nó đã có một cái nhịp gãy cái trend tăng rồi đó, cái nhịp gãy trend tăng nè đó, cho nên là những cái hồi này có thể là sẽ duy trì tiếp trong trong thời gian tới đó, không nó sẽ test lại qua vùng này, nếu không hồi phục thành công thì nó sẽ quay lại nó điều chỉnh. Thì đó là cái kịch bản mà cho Dow Jones. Thì với mình thì hiện tại thì mình sẽ không không tham gia, do thứ nhất là không có điểm tốt để mà tham gia, và thứ hai là cái lực mua với lực bán nó khá là giằng co, nó chưa có thể hiện cho mình một cái tín hiệu là bên nào sẽ mạnh hơn ở thời điểm hiện tại. Cũng có thể là tiếp tục đi ngang, cũng có thể là sẽ đảo chiều, do đó nên mình cần chờ thêm những tín hiệu rõ hơn mình sẽ tham gia thiết lập vị thế sau. Rồi đó là về Dow Jones, đó về chứng khoán. Rồi chúng ta sẽ nói tiếp theo đó là về cái đồng đô, chỉ số sức mạnh đồng đô USD Index. Thì trong tuần qua thì đồng đô thì vẫn đang trên một cái đà hồi phục rất tích cực. Tuy nhiên chúng ta sẽ nhìn những yếu tố này cần chú ý. Đầu tiên là cái vùng cản của đồng đô là quanh vùng 93 đến 93.5. Đó là những cái mức cản trước đó mà cái đồng chỉ số sức mạnh đồng đô chưa thể vượt qua. Thì hiện tại đang đứng trước những cái mức cản đó thì cái lực giằng co là điều tất yếu, và mình không mua khi mà cái xu hướng nó chưa xác nhận an toàn thì chúng ta sẽ không tham gia. Đó, rồi thì đó là về 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 xu hướng hiện tại vẫn đang giằng co trước ngưỡng cản là 93.5. Về quán tính mua bán thì mua có đang chiếm ưu thế hơn so với là bên bán. Tuy nhiên cái chỉ số đo lường cái quán tính tăng giá này nó chỉ quanh mức 14.8 thôi, một mức rất là thấp, nó không đủ để mà tạo cho một cái niềm tin là cái chỉ số này sẽ tăng liền trong hiện tại hoặc là sẽ duy trì xu hướng, thì nó cần những cái tín hiệu rõ hơn, và với cái đoạn sideways quay này thì chúng ta sẽ không tham gia. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là chỉ báo về dòng tiền lớn thì đã có những cái sự tham gia của dòng tiền lớn, nhưng hai yếu tố về xu hướng và yếu tố quán tính tăng tiếp chưa thỏa mãn, cho nên mình sẽ tham gia sẽ tham đầu tiên sẽ quan sát cái chỉ số Dollar Index này, và cái thứ hai là mình sẽ canh những thời điểm tốt để mà tham gia với vị thế mua vào. Đó, thì đó là về là tài sản thứ hai. Thứ ba thì chúng ta sẽ coi về vàng thôi. Vàng thì cũng không có nhiều thông tin, và thật ra hiện tại thì vàng ít ít sự nhận được cái sự thu hút của dòng tiền thời điểm hiện tại. Đó, đây chúng ta thấy trong trung hạn thì mình đang duy trì cái quan điểm của mình trước giờ, trong 2 tuần ở đây là vàng đang rất là yếu và gãy cái xu hướng trung trung hạn rồi, vẫn đang vào một cái pha điều chỉnh có thể kéo dài trong trung và dài hạn luôn. Đây đó, trên đồ thị tuần
Có rất nhiều dư địa giảm rất là nhiều ha. Đầu tiên là mức giảm có thể gần nhất là quanh 1.680 đô la trên một ounce, thì đó là cái dư địa để giảm tiếp, và nếu thủng vùng này hoàn toàn có thể về những hỗ trợ thấp hơn, ví dụ như là 1.450 chẳng hạn. Thì đó là cái xu hướng của vận động của vàng, và mình đánh giá là vàng hoàn toàn có thể sẽ giảm tiếp trong thời gian tới. Do đó là ở đây thì mình sẽ canh những cái nhịp hồi phục, và mình canh ví dụ như phiên này là phiên đẹp để tham gia, phiên này là phiên đẹp, còn hiện tại thì không nên tham gia, chờ những cái cơ hồi phục lên test lại MA20 mà không vượt qua là mình sẽ canh thiết lập vị thế. Thì đó là về giao dịch đối với vàng. Thì theo chiều bán, tổng kết lại ba loại tài sản ha, chứng khoán nè, vàng nè, là đang theo cái chiều hướng là sẽ đi theo chiều hướng giảm, còn đồng đô thì đang vận động tích cực và nghiêng theo chiều hướng tăng nhiều hơn. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề tiếp theo, đó là về giá dầu. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái sản lượng mà dầu thô ở Mỹ á, thì hiện tại á, thì họ vẫn do cái cơn bão trước đó và do tác động của cái cơn bão Ida, thì hiện tại thì dầu vẫn chưa có thể là khôi phục hoàn toàn cái sản lượng như trước dịch. Và đến thời điểm hiện tại, đến ngày 23 tháng 8 á, thì 16% cái sản lượng so với mức bình thường đang vẫn bị gián đoạn. Điều này cho thấy là cái nguồn cung nó chưa có gọi là ổn định, mà cái nhu cầu thì hiện tại vẫn đang tích cực. Do đó là cái này là một trong những yếu tố tác động tích cực vào cái sự tăng giá của giá dầu. Rồi cái thông tin thứ hai tác động đến giá dầu, đó là cái thông tin về cái trữ lượng dầu tồn kho của Mỹ tiếp tục là giảm, và giảm vượt mức dự kiến với mức là quanh khoảng 3,5 triệu thùng. Đó, còn đây 3,5 triệu thùng, mức dự kiến thì chỉ có 2,5 thôi. Đó, thì đó là cho thấy là cái nhu cầu hiện tại của dầu đang tăng lên rất là cao, trong khi là bối cảnh đó là cái cung nguồn cung của Mỹ cũng như là những cái nước OPEC và đồng minh đó, cũng chưa có những cái sự gia tăng nhiều, thậm chí là giảm xuống. Do đó là dầu vẫn đang nhận được những thông tin tích cực và đang vận động theo chiều hướng tích cực. Rồi, đây chúng ta sẽ coi về diễn biến của giá dầu như thế nào. Đây, nếu anh chị mà có theo dõi mình ở những cái video lần trước, thì mình cũng duy trì cái quan điểm của mình, không phải là từ đây mà mình nói là giá dầu tăng, mà là mình đã nói những cái vùng này rồi. Đó, thì cái vùng này là những cái vùng mà đã tạo nền, và cây này là cái cây mà xác nhận là thoát khỏi cái nhịp chỉnh nè, đó là và tạo là tiền đề cho thoát khỏi nhịp chỉnh, và liên tục là tăng điều chỉnh test lại cái đường hỗ trợ đó, và tiếp tục tăng tiếp đó. Với cái đà dự kiến này thì trước mắt thì cái vùng mà dầu có thể đạt được là quanh 75,5 đến 76 đô la trên một thùng, và hoàn toàn có thể vượt đỉnh để tăng tiếp trong thời gian tới đó. Thì đó là cái sự vận động của giá dầu, và mình đánh giá là cái xu hướng rất là tích cực. Và nếu mà anh chị có tham gia những cái vị thế mua theo cái khuyến nghị của mình trước đó, thì cái tư vấn của mình trước đó, thì mọi người có thể canh và chốt quanh cái vùng 75,5 đến 76 đô la một thùng đó, và chốt một phần thôi, mình sẽ chốt trước là 50% cái số lượng mình đang có. Nếu vượt đỉnh, tiếp tục vượt đỉnh thì mình sẽ canh mình vào lại 50% còn lại đó, hoặc nếu mà điều chỉnh thì mình canh mình sẽ chờ những cái vùng giá thấp hơn mà còn còn có dư địa, còn có thể tăng tiếp thì tăng thì mình mua thêm. Còn hiện tại thì mình cứ nắm giữ thôi, tới đỉnh cũ quanh 75,5 đến 76 thì mình canh mình chốt lời, chứ không có vị thế mua mới, không có điểm mua đẹp ở thời điểm hiện tại. Rồi thì đó là dầu ha. Ở đây thì cập nhật thêm, thì ở đây là cái quán tính á, thì nó vẫn còn là ở mức là 23,48, thì cái mức này cũng mức tương đối là xu hướng vẫn vẫn còn đang duy trì, vẫn còn đang khỏe thôi, chứ không có quá yếu, và mua vẫn đang mạnh hơn. Ở đây dòng tiền vẫn vào rất là tích cực.
thì khả năng thì nó sẽ về đỉnh cũ rất là cao. Thì đó là về cái nhận định của mình về cái vận động của giá dầu. Tiếp theo thì chúng ta nói về đồng Bitcoin. Thì trong tuần qua thì Trung Quốc cũng đã tuyên bố các lệnh là phải cấm cái việc mà giao dịch cũng như là sử dụng cái đồng tiền ảo, và họ đang truy quét những cái tổ chức mà giao dịch đồng tiền ở quốc gia này đó. Thì cái thông tin này nó có cái tác động gọi là xấu đến đến cái đồng Bitcoin. Trước đó thì nước nước Salvador thì cũng đã có những cái gọi là chấp nhận đầu tiên, tuy nhiên là với cái sự biểu tình và phản đối của người dân Salvador thì nó sẽ tạo ra những cái trở ngại và những cái cả rào cản cho những nước khác mà nhìn vào Salvador là một cái ví dụ để mà họ chấp nhận cái đồng Bitcoin. Thì đó là xu hướng ở là Bitcoin hiện tại, và cái xu hướng hiện tại thì đồng Bitcoin vẫn đang theo một cái nhịp điều chỉnh đó, và đã kết thúc cái chu kỳ tăng rồi, gãy cái đường này mình cũng đã đánh giá từ cái phiên này là kết thúc cái nhịp tăng rồi, và nó có những hồi phục nhưng mà hồi xong lại tiếp tục giảm, và hiện tại vẫn đang trên đà giảm. Nếu đà giảm sẽ về đâu thì trước mắt trên đường thị tuần nó có hai mốc hỗ trợ là quanh EMA 20 tuần và EMA 50 tuần là quanh đây. Nếu mà thủng hai mốc này thì trước mắt sẽ về là quanh mức là 28 đến 29 đến 30.000 đô la trên một Bitcoin. Thì đó là cái xu hướng hiện tại của Bitcoin. Thì mình sẽ không tham gia ở thời điểm hiện tại cho với đồng Bitcoin này, thì do lý do mà mình không tham gia đó là điểm mua hiện tại thì không có được tốt lắm đó, thì có thể chờ những cái này cũng có thể sọt nhưng biên độ nó cũng không khó có nhiều, thì mình chờ những cái tín hiệu tốt hơn, một cái bụng mà ổn hơn, tại vì nến này chưa có kết thúc. Nếu mà kết thúc cái nến này nó dưới dạng hình thái như thế này thì mình có thể tham gia và mình sọt nó về về vùng đáy cũ là quanh 30.000 đô la cho một Bitcoin. Còn nếu cái này mà chưa hoàn thành mà kết thúc cuối tuần á, kết thúc tuần mà nó giật lên thì chúng ta sẽ không tham gia đó, thì chúng ta canh cái sự hình thành cái nến này rồi mình chờ điểm tốt mình tham gia theo chiều hướng bán, và mình sẽ canh bán ở tuần sau đó. Thì đó là quan điểm của mình về về đồng Bitcoin, và có thể nếu kết thúc cái tuần về nến đỏ thì có thể tham gia với thị bế bán vị thế bán ra được, vị thế bán xuống bán không được với đồng tiền này. Rồi chúng ta đã đi qua những bốn loại tài sản chính rồi, chúng ta cuối cùng thì chúng ta sẽ nói về một nét về chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua. Thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về một tin vui đối với thị trường Việt Nam là hiện tại thì cũng như là cái việc kiểm soát xác định tới Việt Nam, tức là hiện tại thì cái vaccine Sputnik V thì cũng đã là lô đầu tiên, những lô đầu tiên đã sản xuất được Việt Nam rồi, và sắp tới thì cái việc mà đẩy nhanh cái việc sản xuất vaccine này thì cũng giúp cho những người dân trong nước đã dễ dàng tiếp cận với vaccine, và cũng dễ dàng có những cái kháng thể trong mình, và cái lúc đó thì cái dịch trong nước sẽ được kiểm soát nhanh hiệu quả hơn đó. Thì đó là đầu tiên là chúng ta nói về cái vaccine. Rồi chúng ta thứ hai thì chúng ta sẽ nói về đó là cái ca nhiễm mới và số ca nhiễm tử vong. Thì đầu tiên thì mọi người có thể thấy ha, là trong khoảng là 2 tuần đổ lại đây thì cái số lượng ca nhiễm mới có dấu hiệu là đang giảm xuống, và tương tự với đó là cái số lượng người tử vong cũng đang trên đà giảm xuống. Nó cho thấy là những cái vùng gọi là đỉnh của dịch đã có thể đã đi qua rồi đó, và cái hiệu quả của vaccine nó dần dần đã chứng minh, vaccine nó dần chứng minh cái độ hiệu quả của nó khi mà kiểm soát được cái số ca nhiễm giảm xuống nè, và cái số người tử vong với vaccine cũng cũng giảm xuống. Do đó là đây là cái việc có vaccine mới và kiểm soát được cái số người nhiễm mới và người tử vong này sẽ giúp cho thị trường sẽ sớm, thứ nhất là kinh tế sẽ sớm ngày hồi phục, và
Hiện tại thì một số tỉnh gần phía Nam như Cần Thơ hay là một số tỉnh Đồng Tháp hay Long An gì đó cũng đã có những cái thông tin về về cái việc mà áp dụng chỉ thị 15 thay vì cái chỉ thị 16 như trước, thì giúp cho doanh nghiệp nới rộng ra và doanh nghiệp bắt đầu có những cái động thái khôi phục dần cái hoạt động sản xuất trở lại. Thì đó là những cái tín hiệu tích cực đáng mừng cho cái kinh tế, và cũng như là thị trường chứng khoán cũng đang chờ những cái điều này để mà giúp cho thị trường có thêm những cái động lực mà tăng giá. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ nói về một cái thông tin mà hơi hơi kém tích cực cho chứng khoán ở thời điểm hiện tại, đó là cái thông tin về cái xuất nhập khẩu trong nửa đầu tháng 9 thì tiếp tục giảm, và là thông tin nó ảnh hưởng cũng khá nhiều đến đến một số những cái cổ phiếu mà thuộc nhóm ngành xuất nhập khẩu hoặc là thậm chí là nhóm cảng biển, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng vì cái thông tin này. Đó. Rồi chúng ta sẽ cùng review về cái thị trường trong nước. Thì đây thì trong tuần vừa qua thì cái xu hướng á, ở đầu tuần thì nó cũng khá là ổn. Tuy nhiên là qua những cái sự kiện về Evergrande thì cũng đã có những cái nhịp điều chỉnh mạnh rồi. Những điều chỉnh nhưng mà không mạnh lắm. Nó vẫn trong một cái biên, hiện tại là thị trường vẫn trong một cái biên đi ngang và đi quanh quanh diễn biến biến quanh động quanh vùng 1350 điểm. Thì với cái đà tích lũy này thì cần cần một cái yếu tố nào đó, một nhóm ngành nào đó dẫn dắt mạnh để mà thị trường có thể bứt phá. Thì với nhịp này hiện tại thì trong tuần qua thì cũng có khá nhiều mã ngân hàng đã có những cái dấu hiệu cho một nhịp hồi phục. Mình ở đây mình nhấn mạnh là quan điểm là ngân hàng có thể sẽ xuất hiện một nhịp hồi phục, chứ không phải là mình sẽ không nói là ngân hàng sẽ chưa nói là khẳng định là ngân hàng sẽ tăng mạnh luôn, nhưng mà sẽ có một cái nhịp hồi của nhóm ngân hàng. Thì mình sẽ cùng review qua ha. Một số mã ngân hàng đây như MBB nè đã bắt đầu có những cái lực mua xuất hiện. Đây mã mà mình có theo dõi hiện tại đó, đã có những dấu hiệu vượt đỉnh và cái lực mua vào rồi. Tương tự đây thì cái này là đang nén nè, chuẩn bị vượt nè. Đó, một số mã đây ACB cũng đã có những cái dấu hiệu là có thể sẽ có một nhịp hồi phục sẽ xuất hiện. Đó thì đa phần tất cả các mã ngân hàng đều đang có một cái mô hình chung là đang nén và có thể sẽ bật lên một cái nhịp hồi phục, một cái nhịp hồi phục. Và đây là một cái nhóm ngành mà có thể tạo, tại vì cái vốn hóa nó cũng khá là mạnh, thì đây là một nhóm ngành mà mình đánh giá là để mà tác động được cái tâm lý nhà đầu tư khởi sắc trở lại thì chỉ cần ngân hàng tăng khoảng 2-3 phiên gì đó thì có thể giúp thị trường có thể tâm lý khả quan và VN-Index hoàn toàn có thể vượt cái mức cản quanh 1370 đến 1380 điểm. Thì đó là cái sự vận động của thị trường. Và trong tuần tới nếu góc độ ở đây mọi người cần nhớ là góc độ trading, góc độ giao dịch ngắn hạn, thì mình có thể đánh giá được về cái kịch bản là dòng ngân hàng sẽ có những cái nhịp hồi trong ngắn hạn. Tuy nhiên về góc độ đầu tư thì mình sẽ không có tham gia nhóm ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Mình sẽ tập trung nhóm ngành tập trung và hiện tại đó là mình nhóm ngành về đầu tư công, và những cái ngành mà mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều ở những cái video lần trước, đó là ngành thép, thứ hai là ngành đá, xi măng và nhóm ngành xây lắp điện vân vân. Thì đó là những cái ngành mà hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công thì mình vẫn đánh giá rất là cao và mình sẽ nghiêng về góc độ đầu tư. Còn ngân hàng ở đây thì mình sẽ kỳ vọng một cái nhịp hồi phục cho nhà đầu tư, những nhà đầu tư thích trading thì có thể tham gia vào, còn góc độ đầu tư thì không nên tham gia vào với ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Rồi tổng kết ha. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những cái nội dung mà chúng ta sẽ đi qua ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta nói về kết quả của họp Fed cũng đã nói rồi. Nhìn chung đặc điểm chung là sẽ sắp tới sẽ có xu hướng là siết chặt cái tiền tệ lại, không có nới lỏng như trước đó nữa. Điều này nó sẽ tác động đến chứng khoán, có thể sẽ điều chỉnh vàng
cũng đang thiếu nhận được sự quan tâm và vàng cũng đang trên đà điều chỉnh. Đồng đô trái lại thì đồng đô đang vận động theo chiều hướng là tích cực. Rồi thứ hai thì dầu thì hiện tại đang cái thông tin là nhu cầu thì hồi phục mà nguồn cung thì vẫn đang gọi là chưa đủ đáp ứng nhu cầu, do đó là giá vẫn đang tiếp tục tăng và mọi người có thể canh chốt lời với những cái vị thế tham gia trước đó quanh mức là 75,5 đến 76 đô la trên một thùng đối với dầu. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về đồng Bitcoin. Thì đồng Bitcoin thì Trung Quốc đang thông cấm cái luật và kiểm soát rất là chặt cái đồng Bitcoin này, nó cũng tác động đến cái đồng Bitcoin này. Và trước đó thì Salvador thì cũng đã người dân cũng đã biểu tình, do đó là cái đồng Bitcoin này cũng đang ở trong cái thế là khó cũng trăm bề, cho nên là mình tham gia nếu mà đóng cửa nến tuần với một cái nến đỏ bao trùm những cái nến xanh trước đó thì chúng ta sẽ tham gia vì thế bán ra, vì thế bán khống. Rồi và cuối cùng thì chứng khoán trong nước thì VN-Index thì hiện tại thì vẫn đang trong một cái nền tích lũy, cái quán tính tăng thì chưa mạnh, tuy nhiên là có những cái mầm mống, những cái dấu hiệu cho thấy là sẽ có một nhóm ngành dẫn dắt thị trường, đó là nhóm ngân hàng có thể giúp thị trường có một nhịp hồi phục trong ngắn hạn. Mình đánh giá đây là nhịp hồi phục của nhóm ngân hàng, còn xu hướng tăng thì mình chưa có thể khẳng định. À, ngân hàng sẽ có một nhịp hồi phục thì cho anh chị nào góc độ là trading thì có thể cân nhắc, còn với góc độ đầu tư thì mình nên chú ý và tập trung vào nhóm ngành đầu tư công sẽ tích cực hơn. Rồi thì đến đây thì cái buổi nhận định về liên thị trường của mình cũng xin kết thúc tại đây. Lần nữa thì cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào ạ.